Với số danh đầu tiên là 153, quý vị ơi. Và xin mời bộ tập giám khảo chúng ta đến với phần chấm điểm. Chọn là chú là tay đẹp nhất ngày hôm nay. Thôi vậy coi cái của em được rồi. Thưa quý vị, một chú là đẹp, bao gồm nhiều yếu tố, sắc màu, hình dáng, và đặc biệt là thân thái của chú gà. Tươi tắn, năng động. Cao lên vậy sao khỏi tay vô. Bò lên luôn. Và như quý vị đang quan sát, đây là một chú gà cũng có thể nói là khá là ấn tượng. Và chúng ta hy vọng là 6 chú gà đôi ngày hôm nay sẽ cho chúng ta những cái nhìn thật là mạnh nhạc. Thưa quý vị, với khoảng thời gian chỉ có 6 tháng đổi lại, đó là một thách thức. Xin được nhắc lại, đó là một thách thức dành cho các chú gà của chúng ta. 9 tháng. Trời ơi, bình thường anh có gì đâu, trọng tải gì, giống như anh em chơi không má gặp nó chơi quý vị thân mến, đó là phần của chú gà đầu tiên của giải gà tơ 153. Quý vị chúng ta cùng quan sát và cùng theo dõi sự biểu hiện của chú gà tơ đầu tiên. Rồi được rồi, chấm vừa nam, chấm vừa nam. Rồi cầm xuống rồi. Và xin mời nghệ nhân có số lần tiếp theo, đó là 0 2 0. Xin mời số lần 0 2 0, chúng ta lên bục sơ với chú là tên của mình. Và số lần chuẩn bị là 1 2 1. 020 gà đều số danh đâu, tấn là 121. Dạ, em mới qua bắt trước, tập cho dạng trước nha, coi chừng bay nha. Má này nó khổ giả vậy. Xin chúng ta hãy đến với phần xô của chú gà 020, chuẩn bị là 121. Xin mời nghệ nhân 121 chuẩn bị. Hóc môn anh ơi, các anh là chúng ta có nhà được vào hồn sơ, chúng ta vui lòng trở lại hóc môn. Thứ nhất, chỉnh trang lại trang phục cho chú gà của mình sao cho nó đẹp nhất, tươi tắn nhất. Và khi này đọc sơ với nhà thì chúng ta vui lòng di chuyển lên khu vực sơ để trời mỗi lúc một nắng hơn. Đang diễn được chứ kìa. Thưa quý vị, trên vực sơ của chúng ta là chú gà mang số báo danh 020. Chú gà này đến từ vùng đất phía Bắc, một trận đường đấy là bắt vô quá đẹp luôn, vừa đủ vừa hơi hồi hộp chút xíu. Mình là Tuấn Phạm, mình bị bóng nha mấy chị em. Chủ nhân. Rồi xong chưa? Nam. Rồi được rồi. Mình là chủ nhân. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với số nhân tiếp theo, đó là 1 2 1. Xin mời nghệ nhân. Nghĩ chơi áo đỏ. Quý vị, đây là số nhân thứ 3 trong 6 chú gà thơ. Xin mời số danh 116 chuẩn bị. Nhát, nhát quá, nhát quá. Chuẩn bài á, chuẩn bài luôn là xong. Đừng bài xuống coi. Đợi em ơi. Đây là một chú gà thơ có sắc màu cũng khá là bắt mắt. Má nó đang đẹp nhất trong bội á. Xuống đài là xong. Rồi xong. Xuống đài là xong nha. Ta đang đi gà Quỳnh Khang ơi. Khoan lại tiếp nữa. Chúng ta hãy chờ đây là cho lần nữa. Vô lại.
đó giờ xuống đây rồi quay qua được ba số con. Đấy, 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 đấy. Chúng tôi hy vọng là sự trở lại nó sẽ lợi hại hơn chứ không phải là lợi hại. Thưa quý vị, chú gà khá đẹp, chúng ta cùng quan sát. Có rất là nhiều tiêu chí để chọn ra một chú gà. Rồi, trở đi em. Anh nói là chị tôi kiếm ra. Đừng ba xuống. Rồi, đừng ba xuống. Ôi, con nhìn ra đường nha, ở đây có đường. Mắt mắt đấy. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đến với phần show của chú gà 121 đó là chú Phật phần những phần đến chồng và giới thiệu và bây giờ thì tiếp theo là số danh 116 đã sẵn sàng chưa? Khoan khoan nó chùi dưới đây, nó thi dưới đây nè, nó thi dưới đây nè, bắt không được. Bây giờ nó đang thi dưới đây nè, để lũi ra vô lũi ra chúng ta là chú gà như vậy nó đang thi ở dưới không thi trên nó show lên dưới cái bàn đáp chuối đây em thấy đây nè. Vâng, sao bây giờ chúng ta là 116 em mới lên. Thôi cho nó nghỉ xíu đi các bạn. Thưa quý vị, trên sân show chúng ta là số danh 116 chú gà sắp tới thứ tư. À, ông thầy chúng ta đã chơi dữ rồi. Nhà bao việc mà chú bắt đi thi. Không muốn đi thi. Xuống dưới nó sợ. Xuống dưới bụng ăn cỏ rồi. Này là để cái chậu cỏ trên cho nó. Xin mời nghệ nhân số danh 95 tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần show của chú gà 116 là chú gà tên thứ tư. Có gà bên đó làm như nó phái xuống đó nó chơi. Trời nắng quá. À. Sợ đen. Và chúng ta còn lại một chú gà nơi nữa trong phần show của 6 chú gà đẹp nhất trong vườn. Xong chưa Nam? Một chú gà tên. Được rồi Nam. Để chỗ nào nó chơi đi. Chỗ nào ra bắt. Bây giờ nó xong ra với chú là 116 giờ. Xong rồi không? Xong rồi. Bây giờ xin mời số danh 095. 095. Quý vị trên sân xe của chúng ta là số danh 095. Đây là một sắc màu khá là độc đáo của các chú là thân cho. Đó là gà cú. Cú đỏ. À, chú gà này đang có xu hướng xe bay lên trên. Wow. Có gà dưới nó sùng nó xuống không? Nhét cũng bị sùng. Nhét. Không bằng đứt. Em nghĩ tính ra. Không bằng đứt. Cái gì đó là thí sinh thứ 5 của 6 thí sinh trong một đợt. Số danh của chú gà thật sự là tự nhiên được giải hả? Đâu mà. Sao được? Để vui. Giờ ban xin mời số danh 105 chúng ta chuẩn bị nhắc lại số danh 105 chuẩn bị. Đẹp quá. Đây rồi bay lên đó luôn kìa. Không muốn bay lên trên. Đẹp á. Cú đẹp. Rồi. Thưa quý vị, có thể là chú gà con đúng không? Nhưng mà chú gà hôm nay đó là một chú. À, chú gà chúng ta có quyền điều khiển chú gà chúng ta để có thể hoạt động nhất, không thấy nhất. Đẹp trai luôn á. Ây da. Rồi xuống luôn đi. Vâng, xin được cảm ơn người dân số danh 95 và chúng ta gặp gỡ chú là cuối cùng trong giải này ha. Đó là số danh 105. Chui xuống sàn. Lâu lâu chứ em. Gà vô xuống. Lâu này vẫn đang so nha anh em. Nhanh quá vậy. Dạ. Xin hỏi là số danh 105 đó ạ? Cái số lượng gà ít á, mình cho nó cho lâu lâu để chứ anh em. Xin mời chủ nhân của số gà, số danh 105 chúng ta mang chúng ta. Cuối cùng, 116 chúng ta đang lên số. Cái là một con nữa tiếng không? Con nữa tiếng.
hút thôi máy là mùa nay đau đầu lắm á, chứ bây giờ nửa tiếng tới chèo chưa xong. Quý vị thân mến, trong cuộc xe của chúng ta là chú gà tê cuối cùng trong số chú gà tê được tuyển chọn từ 11 chú gà tê, và số chú gà tê này chúng ta chỉ chọn ra 3 chú gà duy nhất để đăng quang trong hạng mục gà tê. Và tiêu chí khi dành cho chú gà tê của chúng ta đó là 9 tháng tuổi lại một khoảng thời gian khá là lâu, và đặc biệt là số căn sẽ là 1,1 độ suốt. Và tất cả các chú gà tham gia hội thi chúng ta ngày nay đều đạt chuẩn về thời gian cũng như là căn nặng. Gà đứng tới đây là đi vô lại chứ không là không dễ sợ luôn. Ủ tập ghê quá mà bởi luôn. Các quý vị trên sân khấu xin được nhắc lại đó là chú là gà cuối cùng mang số danh 105. Và chúng ta cùng chờ đợi. Sau phần thi của chú gà 105, chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm dành cho gà buồn. Nó sáng chắc bỏ đói lắm rồi. Qua tối nay đó. Ai chơi. Chơi dữ à, tập dữ à. Chơi bỏ đói vậy. Đi quá anh ơi. Rồi lần luôn. Rồi chú nha. Chúng ta tìm thấy ở phòng thi rồi. Quá quá. Quá đẹp ha. Muốn ta làm cái cây á, ta làm cái dây nó bỏ bịch trắng. Ồ. Thôi được rồi, xuống đi chỗ ăn đi bà. Cho người ta diễn chút nữa đi. Mà ông nội cũng mát nữa, cân ký sao không cho ăn. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta đến với 6 chú gà tê. 6 chú gà đẹp nhất trong 11 chú gà tê. Và bây giờ thì ban giám khảo đang về khu vực chính để cùng thống nhất với nhau chọn ra 3 trong 6 chú gà này. Chúng ta cùng mời các bạn xem chú gà nào sẽ là người đăng quay trong giải gà tê. Chúng ta chỉ có 3 chú mà thôi. Rồi chạy ra ngoài có chó nha. Lấy cái bòi cho bòi á. Cái vợ đẹp ghê luôn á. Phải giám khảo rồi chạy. Kết thúc một lượt gà tơ rồi tới gà mùa. Mùa bên đây. Bụng hơi dài không hơi không vừa đẹp vừa ngon. Cái thúc đi thôi, xô rồi mùa thúc. Rồi. Tôi không có mở xô được. Xô được tôi quay lại không? Má này nhét. Chúa. Rồi, đợi tí xíu nữa vô coi tiếp hiệp 2 gà mùa.